Kế tiếp kính mời quý vị theo dõi phần tin đặc biệt với ký giả Phạm Trần. Tôi là Phạm Trần xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay 26 năm trước đây, quân Trung Cộng đã tiến chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, quân Trung Cộng cũng đã chiếm bảy bãi đá ngầm và cho đến giờ này thưa quý vị, sau 26 năm quân Trung cộng vẫn còn chiếm đóng tất cả 8 bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa bên cạnh quân của Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên trong suốt 26 năm trời chính phủ Cộng sản Việt Nam không hề có bất cứ một cái phản ứng nào tìm cách đuổi quân Trung cộng ra khỏi Trường Sa hoặc là kiện Trung cộng ra trước tòa án quốc tế. Ngoài ra thưa quý vị khi mà quân Trung Cộng chiếm những cái khu vực này thì họ đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự và bao phủ an ninh cả vùng Trường Sa, tất cả tàu bè đi khu vực này đều phải tránh né quân Trung Cộng, kể cả những tàu đánh cá của Việt Nam. Và nhiều lần thuyền đánh cá của Việt Nam đã bị đuổi khỏi khu vực của quân Trung Cộng kiểm soát. Thưa quý vị, trong khi đó thì đáng lẽ ngày hôm nay được phải được coi là một ngày kỷ niệm để tưởng nhớ 64 chiến sĩ của quân đội nhân dân Cộng sản Việt Nam đã hy sinh tại, tại chiến trường Trường Sa. Nhà cầm quyền Hà Nội không làm bất cứ một buổi lễ nào, không có diễn văn, không có hội thảo như họ đang làm trong cuộc kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, điều đó cho chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam rất sợ hãi khi đụng chạm tới Trung Cộng khi nói về vấn đề chủ quyền và lãnh hải. Cái điều này một lần nữa cho chúng ta thấy cộng sản Việt Nam rất nhu nhược trước sự bành trướng và trước sự khống chế về chính trị, ngoại giao, kinh tế của cộng sản Trung Quốc lên các nhà lãnh đạo của cộng sản Việt Nam. Trong khi đó thưa quý vị, một nhóm thanh niên ở Đà Nẵng đã tự động ra ngoài bãi biển Thuận An vào ngày 13 trước một ngày quân Trung Cộng chiếm đóng đảo Gạc Ma. Họ đã căng biểu ngữ và thả vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ 64 người lính Cộng sản Việt Nam đã hy sinh. Quý vị nhìn lên màn ảnh sẽ thấy những cái hình ảnh này mà chúng tôi nhận được từ Việt Nam gửi cho chúng tôi. Trong khi đó, thưa quý vị, ở tại Hải Dương, anh Nguyễn Bá Đăng là một cựu tù nhân chính trị đã bị bắt và được thả năm 2013. Trong ngày 14 Tháng 3, anh đã viết một bài báo kêu gọi xuống đường biểu tình để tưởng nhớ và để tưởng niệm chống Trung Quốc và để tưởng nhớ các chiến sĩ. Anh đã bị bắt về đồn công an. Và công an bắt buộc anh phải ký là đã viết cái bài báo kêu gọi xuống đường. Anh từ chối và sau đó công an buộc phải trả tự do cho anh. Vâng thưa quý vị, trong khi Cộng sản Việt Nam không hề tổ chức tưởng niệm các chiến sĩ của họ ở tại chiến trường Trường Sa, thì họ lại tổ chức rất lớn từ nam ra bắc tổ chức nhiều cuộc chuẩn bị để mà thảo luận với ít nhất là hơn 100 đề tài về cuộc chiến thắng Điện Biên phủ sau 2 tháng 6 ngày. Vâng thưa quý vị, kể từ khi ngày 13 tháng 3 năm 1954 cho đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954 thì cuộc chiến Điện Biên phủ đã chấm dứt và quân Cộng sản Việt Nam lúc đó gọi là lực lượng Việt Minh đã chiến thắng quân đội Pháp ở thung lũng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, sau một cái thời gian dài chiến đấu như thế thì hai bên đã thiệt hại rất nặng nề. Và thưa quý vị, ở tại tổng kết của các tài liệu lịch sử cho biết là phía Việt Nam mất vào khoảng trên 4.000 người tử trận, trên 9.000 người tử thương và có 792 người mất tích. Trong khi đó, quân đội Pháp và quân đội của quốc gia Việt Nam, tức là chính phủ quốc gia Việt Nam ở lúc đó, thì thiệt mạng khoảng chừng 3.000 người và có gần 1.800 người mất tích. Tất cả bị thương vào khoảng 10.000 người. Thưa quý vị, cuộc chiến Điện Biên Phủ cách đây 60 năm, Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để phô trương, để thảo luận, để thăm viếng và hai cuộc thảo luận rất lớn sẽ xảy ra, sẽ được tổ chức ở tại thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 20 đến ngày 21 tháng này. Trong khi cuộc chiến ở tại Trường Sa thưa quý vị, họ không hề nói gì, không có một cái bài báo nào trong nước ngoại trừ trường hợp một vài tờ báo nhỏ đến nói chuyện với những thân nhân, những bà mẹ có những người lính đã hy sinh tại chiến trường Trường Sa. Một cái điều nữa thưa quý vị, không phải tất cả những người lính cộng sản hy sinh tại chiến trường Trường Sa được đại ngộ tử tế nhiều gia đình của tử sĩ của lính cộng sản việt nam cho đến giờ này vẫn không nhận được trợ cấp ngoại trừ những trường hợp của những người được truy tặng liệt sĩ anh hùng còn ngoài ra tất cả các thương bệnh binh của lính cộng sản ở tại chiến trường trường sa không có được nhận bất cứ một sự trợ cấp nào và điều này một số báo nhỏ ở trong nước đã lên tiếng tuy nhiên tất cả các báo chính thống của đảng cộng sản việt nam như tờ quân đội nhân dân tờ Nhân dân, tờ Sài Gòn Giải phóng, tạp chí Cộng sản, tạp chí Tuyên giáo vân vân đều không hề lên tiếng gì về vấn đề Trường Sa. Điều này một lần nữa thưa quý vị chứng tỏ chính quyền Cộng sản đã quy lụy nhu nhược trước sự không chế của Trung cộng. Vâng thưa quý vị trước khi kết thúc cái bản tin đặc biệt ngày hôm nay tôi xin trân trọng kính mời quý vị khán giả theo dõi Chương trình đặc biệt của tôi nói về cuộc chiến Trường Sa trong chương trình những vấn đề Việt Nam chiếu tối ngày hôm nay vào 11 giờ giờ đông bộ Hoa Kỳ và 8 giờ tối giờ California. Tôi là Phạm Trần xin kính chào quý vị.